Ok, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về với kênh YouTube của Huyền Audio trong video ngày hôm nay nhá. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em cũng nhân tiện, đó là một cái chuyến hàng gửi đi cho anh em ở Bắc Giang. Và anh em đại lý cũng đã đặt tại cửa hàng bên em Huyền Audio. Với dòng sản phẩm súp hơi mang tên thương hiệu là JBL Bát 40, cồn 100 từ 220. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em sẽ review và giới thiệu chi tiết của dòng sản phẩm, cũng như là để cho tất cả các bác cùng tham khảo, cũng như là anh em có mua đặt hàng tại kênh của bên cửa hàng em Huyền Audio nha các bác nhá. Và đầu video thì rất mong sự ủng hộ hoan hỉ của tất cả các bác đi qua ủng hộ cho bên cửa hàng em Huyền Audio một like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ là ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh của bên em, và đồng thời bật chuông thông báo để cập nhật tất cả các video của cửa hàng bên em nhá. Và bây giờ thì em cùng các bác sẽ đi giới thiệu về chi tiết của dòng sản phẩm, cũng như là để báo giá cho tất cả anh em cùng tham khảo. Anh em nào mà có nhu cầu sử dụng với những các cái dòng sản phẩm súp hơi thương hiệu của JBL thì các bác hãy đến với cả kênh của bên em nhá. Với dòng sản phẩm súp hơi thì các bác có thể quan sát thấy đây là một chiếc loa súp kiểu dáng là hình ma trận các bác nhá. Kiểu dáng là hình ma trận. Về phía bên cạnh của loa thì các bác có thể nhìn thấy nó có hai cái tay sách rất là đẹp, và cũng như là về cái chất lượng. Với dòng sản phẩm này thì bên cửa hàng em có sử dụng đó là gỗ gỗ ván ép các bác nhá, chứ không phải là gỗ MDF. Cho nên là nghe về cái tiếng bát thì nó đánh rất là sâu và lực. Về phía bên trên lóc của cục súp thì nó có một cái lỗ chân để cắm cho toàn thể anh em, là ví dụ như các bác nào mà chơi hai cục súp như thế này, các bác có thể là cắm loa cột lên các bác nhá. Cắm loa cột lên để dựng loa. Nói chung là với những dòng sản phẩm ngày hôm nay bên cửa hàng bên em cũng lên giới thiệu cho tất cả các bác xem về cái chi tiết của loa, đúng không ạ? Về phần mặt lưới thì anh em có thể nhìn thấy đây một mặt lưới khá là đẹp, đúng không ạ? Với chất lượng mặt lưới thì được sản xuất tại bên Chila các bác nhá. Đó, thương hiệu tem của JBL. Về phần đằng sau của cục súp đây, cho tất cả các bác nhìn đây. Hiện tại ngày hôm nay em review cho tất cả các bác đó là 10 chiếc súp, đúng không ạ? 10 chiếc súp. Về phía đằng sau thì các bác có thể nhìn thấy là đây nó là hai cái chạm loa các bác nhá. Đó, về chiều dài của chiếc súp này thì nó rơi vào khoảng tầm là 60 phân, đúng không ạ? Trong tầm khoảng tầm 60 phân. Về phần chiều cao 2 này, 4 này, tầm 50 phân các bác nhá. Đó, chiều cao khoảng tầm 55 phân gì đấy. Nói chung này em cũng không đo chính xác và cũng như là không đo cụ thể để cho tất cả các bác cùng xem, đúng không ạ? Với những dòng sản phẩm loa súp như thế này thì toàn bộ là ốc chôn ren các bác nhá. Đấy, loa bát màng đây các bác này. Đấy, ngay vào đầu video thì bên cửa hàng bên em thì cũng đã test thử cho tất cả các bác nghe về cái chất lượng của cục súp rồi, đúng không ạ? Anh em có thể nhìn thấy với những các cái chiếc loa bát của RCF mà lắp vào những các cái thùng loa của JBL này thì nói thật sự các bác là tiếng nó đánh quá hay luôn. Đây, cái màng nó rất là mềm các bác nhá. Đó, về phần bát đây thì bên cửa hàng bên em cũng sẽ lắp cho anh em đó là một cái chiếc bát như thế này. Đấy, một chiếc bát của RCF đây. Đó, các bác nhìn đấy, từ của con này nó là từ 220 và là côn 100, đúng không ạ? Đít nồi viền xanh các bác nhá, đít nồi viền xanh. Đó, côn đây, côn của con này là côn 100 nhện màu vàng, gân xếp 3 màng chống nước ốp phô lôi. Đó, về công suất khởi chạy của chiếc loa bát này thì nó đạt công suất là 800W. Vị trí là các bác có thể là sử dụng là cục đẩy từ 800W cho đến 1000, nếu mà anh em nào mà sử dụng các cái cục đẩy mà có cửa đánh súp nó khoảng tầm 1000 thì nó rất là hay. Đấy, thì bởi vì là nó dư công suất mà các bác, nó dư công suất thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đó, thì trong cái video ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em đang tri ân và cũng như là đang bán cho toàn thể các bác với cái giá là 3.500.000 một cục các bác nhá. 3.500.000 một cục. Đấy, các bác nào muốn mua hàng thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em để được đặt hàng với những dòng sản phẩm loa bát súp trầm 40, và gần như là bây giờ là anh em sử dụng với những các cái dòng sản phẩm loa súp trầm 40 trầm hơi rất là nhiều. Đấy, cho nên là anh em mua ngoài các cái cục hàng bãi thì nói thật sự các bác nó cũng chưa chất bằng các cái dòng sản phẩm như này đâu, và bao cho anh em là tiếng hay và tiếng chất âm đánh sâu. Và bây giờ một lần nữa thì em sẽ thử test cho tất cả các bác nghe nghe một lần nữa để cho tất cả anh em cùng tham khảo với những dòng sản phẩm này các bác nhá. Các bác cùng em nghe test thử luôn cho anh em xem về cái chất lượng của cục. Các bác có thể nghe tiếng này.
các bác có nhu cầu mua hàng đặt hàng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em để ép giá bên em các bác nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá.